Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài luyện tập 2, trang 47, sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau này. Đánh dấu 3 điểm phân biệt A, B và C trên một tờ giấy trắng, sao cho chúng không thẳng hàng. A nhỏ, hãy vẽ các đường thẳng đi qua 2 trong 3 điểm ấy, đó là những đường thẳng nào? B nhỏ, hãy chỉ ra 2 đường thẳng cắt nhau và giao điểm của chúng. Vậy trước tiên thì cô và các em sẽ thực hiện vẽ theo yêu cầu của bài toán trước đúng không ạ? Chúng ta có này, đánh dấu 3 điểm phân biệt A, B, C trên một tờ giấy trắng, sao cho chúng không thẳng hàng. Vậy thì đây cô sẽ chấm vào 3 vị trí khác nhau này. Đây là điểm A của cô này. Đây là B này. Và đây là C. Đó. Bây giờ cô sẽ vẽ các đường thẳng. Đây chúng ta có thể thấy 3 điểm này không thẳng hàng rồi đúng không ạ? Vẽ các đường thẳng đi qua 2 trong 3 điểm ấy. Rồi đầu tiên cô sẽ vẽ một đường thẳng đi qua điểm A và B. Thì cô sẽ đặt thước sao cho mép thước của cô đi qua điểm A và B. Đấy, đi qua 2 trong 3 điểm thì chúng ta cứ chọn ra 2 điểm thôi đúng không ạ? Cô được một đường thẳng thứ nhất này. Tương tự bây giờ cô sẽ vẽ một đường thẳng đi qua 2 điểm A và C. Thì cô cũng sẽ đặt thước sao cho nó đi qua 2 điểm A và C. Và cuối cùng là đi qua B và C. Đó, được chưa ạ? Và sau khi chúng ta vẽ xong thì chúng ta sẽ cần phải kể tên ra những đường thẳng đó đúng không ạ? Đây, đó là những đường thẳng nào. Vậy thì cô sẽ có câu trả lời cho ý A. Gồm các đường thẳng này. Đường thẳng AB. Đấy, đường thẳng AB là đường thẳng đi qua điểm A và điểm B đúng không ạ? Tiếp theo cô có đường thẳng AC. Đấy, và cuối cùng thì cô có đường thẳng BC. Đủ 3 đường thẳng rồi đúng không ạ? 1, 2, 3. Bây giờ sang ý B. Đề bài yêu cầu chúng ta chỉ ra 2 đường thẳng cắt nhau và giao điểm của chúng. Vậy thì chúng ta có đường thẳng thứ nhất này là đường thẳng AB. Đấy, và đường thẳng AC cắt nhau tại điểm A. Thì đấy chính là giao điểm luôn đúng không ạ? Vậy cô có đây, gạch đường cộng dòng thứ nhất nhé. Đường thẳng AB và AC cắt nhau tại giao điểm chính là A. Được chưa? Tương tự như vậy cô có đường thẳng AB và đường thẳng BC. Đây, AB và BC cắt nhau tại giao điểm chính là điểm B đúng không ạ? Nhau tại B. Và cuối cùng đường thẳng AC và đường thẳng BC. Đường thẳng AC và BC. Đấy, chúng ta thấy ngay nó cắt nhau tại C đúng không ạ? Cắt nhau tại C. Đó, như vậy là cô đã chỉ ra được các đường thẳng, hai đường thẳng cắt nhau và giao điểm của chúng rồi đúng không ạ? Rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lời giải cho bài luyện tập 2 rồi.